Con à, hôm nay có về ăn cơm không để mẹ bảo cô Hòa nấu? Mẹ cứ nói cô là nấu phần con ạ. Có thể là con sẽ về muộn, nhưng vẫn sẽ ăn. Bỏ cái kiểu sinh hoạt đấy đi, ăn uống phải khoa học chứ. Hoặc là con về đúng giờ ăn cơm. Hai là đến giờ đấy phải có một cái gì để nhét vào trong bụng. Nếu không mẹ ship đồ lên tận cơ quan đấy. Mẹ ơi, con có phải là con nít đâu. Hay thôi, mẹ cứ cắt cơm của con cũng được. Cái gì? Con cắt cả mấy ngày rồi còn gì nữa. Hôm nay con không về ăn cơm mẹ không yên tâm đâu đấy. Chịu mẹ thật đấy. Lúc nãy thì vừa bảo về cũng được mà không về cũng được. Bây giờ thì lại... Thôi tùy mẹ ạ. Con vào làm tiếp đây. Ơ kìa, Tuấn. Con mới chả cái. Anh Tuấn. Dương. Anh mệt đấy à? Anh không sao. Chắc là do trưa nay anh quên không ăn. À, trong phòng mình còn gì ăn không nhỉ? Còn hai cái bánh mà anh Cảnh đã ăn hết rồi anh ạ. Hay là tiện, anh em mình đi ăn luôn nhá. À, mà Cảnh đã làm gì? Tìm kiếm ghe xa anh ạ, ra cả mớ luôn. Vừa gọi điện nhờ em lọc cùng. Thế vào làm cùng luôn. Đi. Ơ, thế anh không ăn à? Phải xong việc đã. Phải tìm bằng được gây ra. Đây là tất cả những người em tìm được. Anh xem đi. Hai anh tranh thủ ăn đi ạ. Anh Tuấn, anh ăn đi ạ. Ừ, anh cảm ơn. Đó là anh ăn. Ơ, từ từ đã. Anh quay lại ảnh phía trước đi. Hả? Anh quay lại ảnh phía trước. Đây. Anh để ý chi tiết phía sau. Ừ, có vấn đề gì? Anh Cảnh, anh xem. Hả? Này. Ơ, giống thật. Giống cái gì? Thông tin Long cung cấp. Ừ, quên. Em chưa cập nhật với anh. Hồi chiều, thằng Long như sực nhớ ra, cung cấp cho mình một địa chỉ Facebook của ghế ra. Tên ghế ra 01. Đây anh ta. Đối tượng này lâu rồi không đăng nhập Facebook. Những lần đăng nhập trước thì đăng nhập ở nhiều địa điểm khác nhau. Về cơ bản chỉ liên lạc với mình Long. Rõ ràng là nhắm vào Long, đúng không? Sau khi chat được qua game thì không liên lạc qua Facebook nữa. Đây là tất cả những cô gái sau khi cosplay có ngoại hình giống nhất. Về cơ bản là chỉ có 8 người. Về sơ bộ đã xác định được vị trí thông qua mạng xã hội. Anh để ý khung gương phía sau đi. Trong số ảnh Long gửi có một tấm tương tự như vậy. Đây. Để tìm cho. Đăng 2 tháng trước, Facebook Trương Hoàng Oanh, địa chỉ phòng 1203, chung cư Bạch Kim. Nhưng không lý nào một đối tượng thông minh như vậy lại dễ dàng lộ tẩy thông qua bức ảnh cá nhân đăng trên Facebook. Có thể cô ta nghĩ rằng hình ảnh trên mạng nhiều như thế, chúng ta không có cách nào tìm ra ai mới chính là ghe xa 01. Dương, đi với anh đi. Dạ. Mời anh chị. Đây, phòng của cô ấy đây. Đi đâu mấy hôm nay cũng chưa thấy về đâu. Thấy bảo là nhân viên cao cấp của một tập đoàn nào đó bên nước ngoài. Toàn làm việc theo giờ nước ngoài thôi. Tức là ngày thì ngủ, đêm thì làm việc. Hơn nữa thỉnh thoảng lại đi công tác. Khi thì dăm ba bữa, có lúc thì 1-2 tuần mới thấy về. Theo sự quan sát của anh thì điều kiện kinh tế cô ta như thế nào? Cô ấy có vẻ cũng khá giả đấy. Chi tiêu rất là thoải mái. Anh có biết cô ta làm việc cho tập đoàn nào không? Tôi chịu, tôi có hỏi bao giờ đâu. Hơn nữa cô ấy nói tôi cũng không biết, tại vì ngoại ngữ tôi cũng kém lắm. Cảm ơn anh. Chắc là đi đâu mấy ngày đấy, cô vẫn sống ở đây. Chú cho phép cháu được ghi âm.
để tiện phục vụ công tác điều tra chú ạ. Vâng. Cô ấy có thường xuyên đi vắng như vậy không chú? Cô ấy đi suốt em ạ. Không biết là làm ăn cái gì, nhưng mà có những lúc đi dài ngày đấy, ăn mặc toàn đồ rất là đắt tiền, có xe riêng đấy, thế nhưng mà ngày nào cũng có ô tô khác đi đưa về đón. Theo quan sát của chú thì cô này có hòa đồng không? Thì cô ấy rất là hòa đồng. Thí dụ như là cái công tác từ thiện ấy, cô đóng góp nhiều nhất ấy. Dạ. Thế rồi là cô lại tài trợ cho các cháu thiếu nhi học hát này, dạ, các cụ văn nghệ đấy. Đấy. Thậm chí hôm vừa rồi cái giải đá bóng các tòa nhà, cô cũng đứng lên kêu gọi tài trợ đấy. Nói chung mọi người ở đây ấn tượng tốt với cô ấy lắm. Nhưng mà... chú có điều gì muốn nói thêm ạ? Ừ, chú muốn nói nhưng mà... sao tắt ghi âm thì...